thiện tâm hợp trí tuệ Người làm việc thiện quý thay Thiện mà có trí còn hay hơn nhiều Thiện mà ly trí vô tri Phước thì có phước vẫn đi luân hồi Làm lành biết rõ làm lành Phước kèm trí tuệ tự sanh đoạn trừ Bố thí trì giới làm lành không cầu giải thoát sẽ thành vô tri bố thí trì giới tuệ tri đoạn trừ phiền não sẽ đi niết bàn thiện tâm hợp trí bởi vì lắng nghe sáu pháp thọ trì tu tâm trí tuệ ngày một uyên thâm tự mình hiểu rõ nội tâm của mình mỗi khi phiền não khởi sinh tự mình đoạn diệt, vô minh giảm dần. Mỗi khi tạo được phước ân, tự mình ước nguyện, chánh chân niết bàn. Không cầu hưởng dục thế gian, chỉ mong chứng ngộ niết bàn là an. Ly trí tạo phước thế gian, sau này hưởng phước muôn ngàn tử sinh. Hợp trí phước đoạn vô minh, sau này hưởng phước vô sinh niết bàn thiện trí ở đời có bậc thiện lành nhưng không có trí không thành trí nhân thiện lành dù có làm lành nhưng không tạo được phước lành vô sinh thiện lành còn nặng vô minh còn ham hưởng phước tự sinh còn dài thiện tâm hợp trí mới hay như đôi cánh hạt tung bay khắp trời làm lành biết rõ làm lành làm lành ước muốn điều lành lành thay tuệ tri như đuốc soi đường soi cho thiện biết làm lành đúng nơi thiện lành đúng lúc đúng thời tuệ tri soi tỏ đúng nơi làm lành thiện lành mong dứt tự sanh mong cho trí tuệ phiên thành tuệ tri thiện mà không trí hữu vi thiện mà có trí vô vi niết bàn